binh lính Nga dồn dập tấn công, không quân Ukraine đáp trả. Ukraine cáo buộc Nga bắt 8 thị trưởng. Công ty ATM Mỹ bỏ đi, Nga hoãn tung tiền mới vì không rút được. Uzbekistan ban bố tình trạng khẩn cấp ở Karakalpakstan. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị đang theo dõi một tin cập nhật ngày 3 tháng 7 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thị trưởng Oleksandr Senkevich của Mykolaiv, một thành phố ở miền nam Ukraine, vào ngày 2 tháng 7 cho biết, các tên lửa hành trình của quân đội Nga đã dồn dập tấn công vào thành phố này. Còi báo hiệu đã liên tục vang lên trước khi những tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển Mykolaiv, thành phố giáp với cảng Odessa, chiến lược của Ukraine. Những vụ nổ lớn đang xảy ra khắp thành phố, hãy ở yên tại nơi trú ẩn, ông Senkevich đã viết trên mạng xã hội Telegram. Các vụ tập kích vào Mykolaiv đã diễn ra chỉ một ngày sau khi tên lửa của Nga đã tấn công thành phố cảng Odessa. Vào ngày 1 tháng 7, giới chức của Ukraine đã cáo buộc các tên lửa hành trình của quân đội Nga đã đánh trúng một tòa chung cư và một khu thể thao giải trí tại Odessa vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Vụ tấn công này đã khiến cho ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Trong thời gian vừa qua, quân đội của Nga đã tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa vào Ukraine. Theo thống kê sơ bộ của giới chức Ukraine cho biết, trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 6, Nga đã bắn từ 60 đến 80 tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Ukraine. Thủ đô Kiev cũng đã rung chuyển sau vụ tập kích đường không của các tên lửa Nga vào sáng ngày 26 tháng 6. Để đáp lại những đòn tập kích tên lửa của quân đội Nga, không quân của Ukraine đã liên tục thực hiện những vụ xuất kích nhằm để đánh chặn tên lửa và tiêu diệt sinh lực của đối phương. Riêng trong ngày 30 tháng 6, không quân của Ukraine đã tuyên bố điều động cường kích Su-25 và Su-24 để thực hiện 10 vụ tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân đội Nga tại tỉnh Lugan. Các vụ không kích trên đã gây thiệt hại lớn cho các cơ sở hậu cần, kho nhiên liệu cũng như là phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của Nga. Thưa quý vị, theo Hiệp hội các thành phố Ukraine, Nga được cho là đã bắt nhiều thị trưởng từ các thành phố, làng mạc và khu dân cư mà họ đang kiểm soát ở phía đông và phía nam của Ukraine. Thông tin chi tiết về nơi các thị trưởng này đã bị giam giữ hoặc là tình trạng của họ chưa được tiết lộ. Nhưng việc họ đã bị bắt đã khiến cho chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đã vi phạm tội ác chiến tranh. Gần đây nhất, giới chức của Ukraine đã cho biết Ihor Kolikhev, thị trưởng thành phố Kherson, đã bị lực lượng của Nga bắt vì đã không hợp tác. Theo Hiệp hội các thành phố Ukraine, ba thị trưởng đã bị các lực lượng Nga bắt vào ngày 30 tháng 6 bao gồm Valentina Kostenko của Velikobrastoniv, Dmytro Lyakhno từ Gornostayiv và Serhiy Kirchenko của thành phố Brestiv. Những thị trưởng khác bị bắt vào hồi tháng 3 bao gồm Yevhen Matveyev của Dniprodrung, Oleksandr Smigol của Vilkiv và Oleksandr Pavlik ở thành phố Holokritin. Hiệp hội các thành phố Ukraine tiếp tục kêu gọi các tổ chức quốc tế bảo vệ những quan chức chính quyền địa phương đã bị Nga bắt giữ và kêu gọi mọi người tham gia nỗ lực để giúp thả tự do cho họ. Thưa quý vị, theo Daily Mail, Hiệp hội các ngân hàng Nga đã yêu cầu khoảng 6 tháng cho việc tung ra tờ tiền 100 rúp mới vì cần một tính năng bảo mật mới. Tờ tiền 100 rúp mới đã được Nga giới thiệu vừa qua, một mặt là in hình đài tưởng niệm chiến sĩ Liên Xô Yev, đài tưởng niệm một trong những trận chiến đẫm máu nhất vào Thế chiến thứ hai, mà còn lại thì in hình ảnh Điện Kremlin. Daily Mail đã trích dẫn lại các bài đăng trên tờ báo tiếng Nga Kommersant cho biết, với sự ra đi của các nhà cung cấp, bất kỳ cập nhật nào đối với các phần mềm của máy ATM, cũng như là máy tính tiền và các thiết bị đầu cuối đều trở nên bất khả thi. Nhà sản xuất máy ATM Dipronibrov và công ty phần mềm NCR Corporation, những công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ, là những nhà cung cấp dịch vụ ATM chính tại nước Nga. Tuy nhiên, các công ty này đã rút đi khỏi nước Nga sau khi nước này đã khai chiến quân sự với Ukraine. Vì vậy, các ngân hàng Nga đang gặp khó khăn trong việc là bổ sung các tính năng bảo mật mà không có sự hợp tác của các công ty Mỹ nói trên, khiến cho việc phát hành tờ tiền đã bị đình trệ. Uzbekistan vào ngày 3 tháng 8 đã bắt đầu áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Karakalpakstan sau khi nhiều cuộc biểu tình đã đòi cải cách hiến pháp nổ ra. Trên Telegram, thư ký báo chí Seros Asadov của Tổng thống
Savkas Miryukhov đã cho biết, tình trạng khẩn cấp ở Krakow-Boston được áp dụng từ sau nửa đêm 3 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Ông Sussud Asadov đã nhấn mạnh, biện pháp được thực hiện nhằm để bảo đảm sự an ninh của công dân, bảo vệ quyền và tự do của người Krakow-Boston, cũng như là khôi phục luật pháp và trật tự. Trước đó, các nhà chức trách Uzbekistan cho biết, họ đã bắt giữ những người tổ chức các cuộc bạo động hàng loạt. Giới chức cho rằng, những người này đã muốn chiếm các tòa nhà hành chính ở thủ phủ Nukus của Krakow-Boston. Cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 7 đã thu hút hàng nghìn người xuống đường. Động thái này đã diễn ra sau khi dự thảo sửa đổi hiến pháp Uzbekistan được công bố, dự kiến được đưa ra trưng cầu dân ý trong những tháng tới. Tổng thống Uzbekistan đã đến Krakow-Boston vào ngày 2 tháng 7 và cam kết sẽ loại bỏ những sửa đổi hiến pháp được đề xuất vốn là suy yếu địa vị của Krakow-Boston. Chính phủ đã kiểm soát chặt chẽ để không xuất hiện thông tin liên quan đến thương vong. Tuy nhiên, đoạn phim trên Telegram đã cho thấy các trường hợp tử vong đã xảy ra trong chiến dịch trấn áp của cảnh sát. Truy cập Internet đã bị hạn chế trong khu vực Krakow-Boston vào tuần trước. Bên cạnh đó, có ít nhất là một hãng truyền thông tư nhân đã xóa bài báo về những thay đổi đối với tình trạng của Krakow-Boston ngay sau khi xuất bản. Khu vực tự trị Krakow-Boston nằm ở phía tây bắc của Uzbekistan. Tuyên bố chủ quyền của Krakow-Boston được thông qua vào năm 1990. Vào đầu năm 1993, một thỏa thuận liên quốc gia đã được ký kết. Theo đó, Cộng hòa Krakow-Boston đã trở thành một phần của Cộng hòa Uzbekistan. Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern đã bày tỏ ủng hộ một khu vực Biển Đông tự do và rộng mở, trong đó đã nhấn mạnh tới sự ổn định của hai bờ eo biển Đài Loan. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và thảo luận cách tiếp cận của hai nước đối với những thách thức toàn cầu chung trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của bà Ardern. Tuyên bố chung được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố sau cuộc gặp đã nhấn mạnh các mối liên kết lịch sử, quan hệ gần gũi dựa trên những giá trị chung giữa hai bên và việc New Zealand hoan nghênh nỗ lực của Anh giữa gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP. Tuyên bố chung cũng đã đề cập đến những vấn đề quốc tế như là chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì cả hai thủ tướng đã tái khẳng định ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và ở những khu vực rộng hơn theo quy định của luật pháp quốc tế. Tầm quan trọng của hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển Đài Loan cũng đã được nêu trong nội dung tuyên bố chung, cùng với việc nhấn mạnh giải pháp hòa bình thông qua đối thoại. Tuyên bố chung đã được đưa ra trùng với lễ kỷ niệm 25 năm bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc, mà Anh và New Zealand đều bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự xói mòn các quyền và tự do ở thành phố này. Thưa quý vị, liên quan đến danh tính hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi người Anh đã xảy ra trên đảo Mallorca, như là thông tin báo chí Tây Ban Nha đã đăng tải trước đó. Đã có những cái tên là nghệ sĩ được nêu ra, nhưng cảnh sát Tây Ban Nha đã chưa xác nhận danh tính nghi phạm tính đến sáng ngày 3 tháng 7. Theo thông tin do Uchimahora đăng tải, nhờ sử dụng quyền im lặng, cả hai đã được tại ngoại không bảo lãnh, nhưng đã bị thu giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha, trong khi nhà chức trách địa phương vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra. Báo Thanh Niên đã liên hệ với cảnh sát địa phương đảo Mallorca về sự việc của hai nghệ sĩ Việt Nam. Phía này cho biết, tuân thủ luật Ley Organica tháng 3 năm 2018, vào ngày 5 tháng 12, quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trong đó có bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm quyền kỹ thuật số, cảnh sát không cung cấp cụ thể thông tin của nghi phạm trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, phía này sẽ công bố thông tin liên quan cho người thân có quan hệ họ hàng gần gũi. Lực lượng cảnh vệ dân sự là cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và là một trong hai lực lượng cảnh sát quốc gia, chịu trách nhiệm trị an dân sự dưới quyền của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này. Vào ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang triển khai chương trình bình ổn giá thị trường sách giáo khoa và dụng cụ học sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của chương trình là giảm giá các mặt hàng sách giáo khoa 10% so với giá bìa, tập và dụng cụ học sinh giảm từ 10 đến 15% so với giá thị trường. Sách giáo khoa và dụng cụ học sinh đã được phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, trung tâm ở các trường học, đại lý, nhà sách. Hai doanh nghiệp sẽ tham gia chương trình bình ổn này
với tổng giá trị hàng hóa bình ổn là 67 tỷ đồng. Trong đó một doanh nghiệp tham gia với giá trị là 55 tỷ đồng và một doanh nghiệp là 12 tỷ đồng. Đổi lại, doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn sẽ được tỉnh Bình Dương hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất là 0% để chuẩn bị nguồn hàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao cho Sở Tài chính tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh để quỹ đầu tư phát triển thực hiện đến các doanh nghiệp. Vốn sẽ được thu hồi vào cuối tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước có 77.000 ca sốt xuất huyết, chủ yếu là ở khu vực phía Nam, với 42 người đã tử vong, trong khi thuốc đặc trị đang cạn dần. Tại các tỉnh thành phía Nam, số người bị sốt xuất huyết đã tăng cao dẫn đến số ca nặng tăng theo, trong khi thuốc điều trị thì thiếu, đứt gãy nguồn cung ứng. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh vốn đang trong tình trạng quá tải. Là một trong những bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa điều trị sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 4.500 bệnh nhi đến khám ngoại trú và hơn 2.000 ca nội trú. Số ca bệnh đã tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện này đang điều trị 125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca nặng phải thở máy. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sốt xuất huyết biến chứng thường gặp ở trẻ em là sốc. Người lớn cũng có sốc, nhưng đa số là tổn thương tạng, xuất huyết tiêu hóa. Khi điều trị sốt xuất huyết, ban đầu thì trẻ được sử dụng dung dịch điện giải vốn luôn sẵn có. Khi dùng điện giải không hiệu quả thì sẽ chuyển sang sử dụng dung dịch cao phân tử. Hiện nay vài loại dung dịch cao phân tử thường được sử dụng là HES 130.000, HES 200.000 Dalton và Detron là 40.000. Trong đó Detron 40.000 hiệu quả cao nhất, còn HES 130.000 thì thấp hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết, dung dịch này khá mạnh bởi vì khi truyền vào người sốt xuất huyết thì sẽ tăng thể tích lồng mạch, đạt 200% hiệu quả chống sốt rất tốt. Tuy nhiên, hiện dung dịch Detron 40.000 và HES 200.000 đã hết, nên việc điều trị người bị sốc kéo dài, sốc nặng, sâu gặp nhiều khó khăn. Qua hội chuẩn và được sự đồng thuận của các chuyên gia sốt xuất huyết nhi, từ tháng 5, tháng 6 năm 2022, bệnh viện đã thay thế HES 130.000 khi điều trị các ca nặng sốc sốt xuất huyết sâu, nhưng dung dịch thay thế đã không đạt hiệu quả như là mong muốn. Cũng gặp khó khăn tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là thiếu Detron 40.000, HES 200.000 mà thuốc vận mạch, Dromapine dùng trong hồi sức sốt xuất huyết cũng đang dần hết. Để không bị gián đoạn điều trị, bệnh viện đang thay thế thuốc này bằng adrenaline và thuốc kết hợp khác. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nguyễn Thành Dũng cho biết đang điều trị hơn 300 ca sốt xuất huyết cả người lớn và trẻ em. Thời gian qua, 7 ca bệnh nặng đã sinh về, 3 ca tử vong tại bệnh viện. Đa số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đều trong tình trạng sốc, cảnh báo, không điều trị ở khoa hồi sức mà còn nằm ở khoa thường. Khi nào họ tới sốc thì hội chẩn với khoa hồi sức rồi chuyển qua. Tuy nhiên, hiện tại cũng đã không còn chỗ nên hội chẩn xong, chỉ những trường hợp đặt máy thở, lọc máu mới chuyển. Bây giờ thì bệnh viện có thể kham nổi, nhưng sắp tới, nếu bệnh nhân vẫn gia tăng thì không thể. Bác sĩ Dũng đã lo ngại. Kính thưa quý vị, DKNTV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.